giới loài người, từng ngày đây chuyện buồn vui nơi thế giới loài người. Nước mắt ra có khi là vui mừng, và đôi khi buồn lắm, nụ cười luôn có sẵn trên môi. Tôi vẫn cứ tự hỏi với tôi, làm sao biết hết được loài người. Tôi vẫn cứ tự hỏi với tôi, làm sao biết hết được loài người. Cho tôi thấy được một lần cùng loài người làm bạn hiền quanh tôi. Cho tôi thấy được một lần cùng loài người làm bạn hiền yên vui. Cho tôi thấy được một lần cùng loài người làm bạn hiền quanh tôi. Cho tôi thấy được một lần cùng loài người làm bạn hiền yên vui. Nơi thế giới loài người được sống với bao điều lạ. Nơi thế giới loài người từng ngày đây chuyện buồn vui. Nơi thế giới loài người nước mắt ra có khi là vui mừng, và đôi khi buồn lắm, nụ cười luôn có sẵn trên môi. Tôi vẫn cứ tự hỏi với tôi, làm sao biết hết được loài người. Tôi vẫn cứ tự hỏi với tôi, làm sao biết hết được loài người. Sao? Con không công nhận chuyện thi rớt đúng không? Đúng! Con không có công nhận! Chú đã hứa với con là con không cần phải thi cái môn đi xuyên tường chứ bộ! Chú hứa rồi nào? Chứng cớ đâu? Gì vậy? Chú định nuốt lời hả? Chú định đối xử với cháu vậy đúng không? Chú không muốn làm vậy đâu. Chú nói thiệt nha, chú rất là muốn chấm cho con đậu. Chỉ cần á con thò cái chân qua thôi, đằng này á cái bụng con không qua thì làm sao mà chú chấm đậu được, có đúng không? Đúng. Nhưng mà là tại chú. Sao tại chú? Tại vì con bắt công làm cho cái hình ảnh của chú nó dạt dào như biển lớn, như cơn sóng á, cho nên con mới không có thời gian luyện tập. Con biết ngày mai chú phải cho con thi lại. Ngày mai hả? Đâu có được. Chiều nay chú sẽ báo cáo kết quả lên thế giới phép thuật rồi, với lại tối nay á là dự liên quan rồi, đúng không? Vậy ý của chú là không được đúng không? Không có được đâu. Không còn cách nào khác đúng không? Thôi mà, đừng có buồn, lần sau nha. Chú hứa với con là lần sau nha. Buồn lần sau nha. 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 Thôi. Được. Con sẽ nói ra sự thật. Con nói ra sự thật hả? Đúng, sự thật giữa con và chú. Con đang hăm dọa chú chứ gì? Con không có hăm dọa. Nhưng mà bây giờ chú chọn đi. Một là ngày mai con thi lại. Hai là con nói ra sự thật. Ba là con khỏi thi mà đậu luôn nha. Giờ sao? Chú quyết định đi, lẹ lên. Được. Coi cái việc nói sự thật. Con nói thiệt đó. Có cái việc nói. Được. Chú chờ đi nha. Dạ, thưa ba. Cái gì? Con xin lỗi. Chị Ni, anh xin lỗi. Dạ. Suri, Ye Ye, ba xin lỗi. Dạ. Sự thật là con đã bỏ rất nhiều công sức để chuẩn bị cho kỳ thi lên cấp này, nhất là trước khi chú mày tới đây. Nhưng mà từ khi chú mày đến, con không có thời gian để luyện tập phép nữa. Vì sao? Vì sao? Vì con đã có một cái suy nghĩ là nếu như con lấy lòng được chú mày á thì con không cần thi con cũng đậu chắc. Trời. Phải. Phải.
con đã suy nghĩ như vậy đó. Con xin lỗi. Và con đã quyết định lấy lòng chú bằng cách con bỏ bê luyện tập phép thuật. Con còn thức suốt đêm để vẽ tranh để chú tặng cho cô giáo Trúc. Con còn mời cô giáo Trúc về nhà làm một bữa tiệc linh đình để cho cô giáo Trúc cảm động và lòng của giáo Trúc thấy dạt dào như những con sóng ngoài biển lớn. Không có khều. Kết quả là cô giáo Trúc cảm động và chú chú thích. Và chú hứa với con là con không cần thi cái môn đi xuyên qua bức tường, con cũng có thể đậu. Chú, có chuyện đó thiệt hả chú? Thật sự là chú không có nhớ đã hứa gì với Bun. Chú có hứa mà. Chú nói là chú không có nhớ mà. Ủa, sao vậy? Trí nhớ của chú sao vậy? Chú không có sao cả, con mới là người có sao đó. Trời ơi, chú làm ban giám khảo thì đầu óc chú căng thẳng thì chú có thể quên chứ, đúng không? Có một bức tranh thôi mà con làm thấy ghê vậy Bun. Chú nói con thấy ghê đúng không? Vậy giờ chú trả tranh cho con đi. Cái gì? Con đòi tranh chú hả? Đúng rồi đó. Trả đây. Cái gì? Chú làm không được đúng không? Đó, bị chú coi chú qua bệnh chú lấy đi. Chú á. Rồi rồi. Đủ rồi. Bà thấy không? Tại vì á, con mắc vẽ tranh cho chú nên con mới rớt đó bà. Anh có thấy không? Có một bức tranh thôi mà nó dễ sợ. Ủa? Nó lên lớn tiếng với em vậy đó. Ủa? Yeah! Cả hai người đi theo tôi. Ai cho phép tụi bay coi? Hai đứa bay không có tư cách gì để ngồi cả. Ta sẽ báo cáo chuyện này về thế giới phép tường liền. Anh ơi, cho em xin lỗi đi mà. Bà tha lỗi cho con một lần đi ba, con biết lỗi rồi. Anh ơi. Bà ơi. Ai đứa bay anh... không cảm thấy xấu hổ chứ con dê cho thằng xuống đi à? Hả? Bà ơi, anh ơi, bà ơi. Đi rồi. Tôi nghe Ngọc Yến nói là hôm nay ông đi thi phải không? À. Ông rớt rồi hả? Đâu có, tôi đậu rồi. Đậu hả? Ừ. Trời ơi, đó giờ chưa thấy người nào thi đậu mà mặt kỳ vậy. Không phải, tại thằng May với thằng Bunu nó đang làm tôi điên đầu lên đây nè. Nhờ bà mà tôi thi đậu quá nha. Nhờ thuốc bổ của bà cho. Ôi vậy hả? Ông đi thi cái gì vậy? Để tôi giải thích cho bà nghe. Tôi thi lấy tư cách nhà ảo thuật cao cấp. Thi lấy tư cách nhà ảo thuật? Ủa sao này ngộ vậy ta? Hồi đó giờ tôi chỉ tưởng là nhà ảo thuật thì chỉ việc đi biểu diễn thôi mà. Không có. Bây giờ tôi trở thành nhà ảo thuật cao cấp rồi. Hứa ảo thuật cao cấp. Anh thi rớt rồi hả? Hỏi cái giọng móc họng thì ghét không? Chị thi đậu đúng không? Em cũng vậy đúng không? Đương nhiên. Em được tăng một lúc 2 cấp luôn. Vậy là em lên tới bậc 6 rồi. Dạ. Thôi. Chị. Tối nay chị qua nhà em chứ? Ừ, đi chứ. Bởi vì chúng ta là người của thế giới phép thuật mà, đúng không? Đúng rồi. Vậy em đợi chị nha. Ừ, đợi chị nha. Ngọc Yến.
con đi, ông đi rồi con sẽ biết. Đi thay đồ đẹp đi. Gì vậy ông? Shhh, bí mật. Bí mật. Ừ. Trời ơi, chứ ông. Shhh, im lặng nghe nè con. Hôm nay là ngày chúng ta đã thi xong và là ngày duy nhất mà phái nguyên lão và phái ma nữ có thể cùng vui chơi với nhau được. Cho nên tôi mong là mọi người hãy chơi thật vui vẻ từ bây giờ đến lúc mặt trời mọc. Chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng cho những người đã thi đậu đợt kiểm tra vừa qua và cho những người thi mà không đậu. Hãy động viên an ủi họ, khuyến khích họ. Chúc mừng. Chúc mừng. Dạ. Ấp bút. Dạ đâu. Chúc mừng con đi. Chúc mừng con. Và bây giờ theo như truyền thống của thế giới phép thuật, chúng ta hãy cởi nhẫn và dây chuyền ra. Nào. À, tất cả chuẩn bị. 1, 2, 3. Ngọc Yên, nếu con buồn ngủ thì đi về ngủ đi. Không, con có buồn ngủ đâu ông. À, Surida, con đã đạt được đến bậc 5, phải tự học để làm thuốc phép thuật đi nha. Dạ, con cũng đang định học chị Ye nè ông. Ông yên tâm, con sẽ cố gắng dạy bảo nó. Còn Ye cũng vậy, đã lên đến bậc 6 rồi, con cũng phải khiêm tốn nha con. Dạ, con biết rồi. Nè, không ăn sao? Buồn. Chú công nhận á là bức tranh của con á vẽ tuyệt vời lắm. À, hay là để chú nói với thế giới phép thuật cho con thay đổi môn thi, vẽ tranh phép thuật được không? Thiệt không chú? Thiệt. Nè nè, từ nay á chú nói mà chú quên ra là không có được đâu đó nha. Đương nhiên rồi, không có đâu. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Dạ dạ. Dạ Ru, lại đây. Xin lỗi hôm qua thi rớt không ăn.
Sao kỳ vậy? Thi là phải có đậu có rớt. Lại đây nhanh lên. Hoa hồng đen, chúc mừng nha, lên bậc 8 rồi. Cảm ơn Chi Ni. Tôi cũng chúc mừng Chi Ni nữa. Và tôi nghĩ bắt đầu từ ngày mai, chị không cần thiết phải gần gũi dây dây nhà tôi nữa. Chi Ni đừng có lo, mặt trời mọc thì tất cả chúng ta sẽ quay trở lại vị trí của mình thôi mà. Và như vậy là cái bữa tiệc truyền thống của thế giới phép thuật chúng ta đến đây là chấm dứt. Chị về nha. Ừ. Sao mà nhìn qua hồng đen em cảm giác như có một cái gì đó thay đổi, mà cũng cảm giác như không thay đổi gì hết trơn vậy? Thôi mọi người đi nghỉ ngơi đi. Còn em, để em đưa Ngọc Yến về bến rồi em về liền. Tiệc xong rồi, Ngọc Yến ngủ ngon nha. Dạ, ông ngủ ngon nha. Ừ, bye bye. Bye bye. Thưa mẹ, đi học. Ờ, con ăn sáng hả? Dạ thôi, trễ rồi mẹ. Dạ, con đi nha. Bắt đầu một ngày mới rồi đây. Ngọc Yến, Ngọc Yến, Ngọc Yến. Sao ngủ quá vậy con? Bữa đêm qua không ngủ hả? Ngọc Yến, sao vậy? Đêm qua thức khuya quá không chịu ngủ nè, đúng không? Đêm hả? Ừ. Con có ngủ chứ? Ừ. Ủa Ngọc Yến, sao giờ con nằm đây? Con đi tắm rửa đi, con đi học nữa, trễ bây giờ. Dạ. Làm như Ngọc Yến nó bị bệnh hay sao đây? Thấy nó mệt mệt, nó làm sao sao đâu á. Ngọc Yến ơi, con ơi, đi học con ơi. Mẹ ơi, Ngọc Yến, Ngọc Yến nó lên lầu, nó thay đồ tắm rửa, nó xuống liền giờ đó mẹ. Nó chờ nó thay đồ tắm rửa rồi trễ xe buýt. Ngọc Yến ơi, đi học lẹ đi, trễ giờ con. Trời đất, ở thế giới loài người mà cũng có chuyện kinh khủng gì sao ta? Ủa trời đất, chú chưa về nữa hả? Về chưa? Thi rồi mà. Em tính là lại chơi vài bữa nữa mới về. Vài bữa? Dạ. Là mấy bữa? Năm bữa. Cái gì? Bốn bữa. Ba ngày. Thôi mà, có 3 ngày thôi mà anh Ba Ram.
cho em ở lại 3 ngày thôi. Sau 3 ngày em đi về. Hả? Nhớ nha, nhớ đúng lời hứa nha. Em nhớ mà, 3 bữa. Hai bạn về nhà cất cặp sách rồi qua nhà mình làm bài tập nha. Phương Hà ơi, hôm nay bạn đừng có đi trễ nha. Dạo này có thấy mình đi trễ không? Ha, nghĩ hay đúng. À, đúng rồi, ông chú dặn mình là từ giờ trở đi phải học cách chế thuốc phép thuật. Có nên uống không ta? Lỡ có chuyện gì thì sẽ bị mọi người la. Nhưng mà đã làm ra thuốc phép thuật thì phải uống mới đúng chứ. Ông là ai vậy? Vậy ông là ai? Tôi là Suri. Tôi cũng là Suri. Vậy cái thuốc này là thuốc nhân bản. Là thuốc nhân bản. Chị Dê. Chị Dê. Ông ơi, ba mẹ ơi, ông chú ơi. Cái gì vậy? Ông ơi! Cái gì vậy? Suri! Chắc là những trò quậy phá nữa chứ gì? Mẹ ơi! Ba ơi! Ông chú ơi! Con làm được thuốc nhân bản rồi nè! Con cũng làm được thuốc nhân bản rồi nè! Vậy là sao chú mày? Cái này không phải là thuốc nhân bản đâu, mà là một Suri khác đi ra từ trong người của nó. Có nghĩa là ở bên trong Suri có một thằng Suri khác, bên trong Bunun có một thằng Bunun khác. Chị có nghĩa là sao hả ông? Dạ, tại con thấy bây giờ con đã là nhà phép thuật bậc 5 rồi, nên con nghĩ con cũng cần phải biết một chút về thuốc phép thuật. Bây giờ Dê Dê hết quậy phá rồi tới lượt con phải không? Dạ thôi, con đi nha. Qua đã, đi rồi đó. Bây giờ phải đặt cái tên gì cho thằng Vũ thằng mới phân biệt nha chú, để kiếm số 1, số 2. Không có cái tên gì đó. À, hay là mình đặt tên là Tấn Trung đi, để cho Vũ sao ăn hiếp, theo Vinh ha. Dạy đi chú. Bậy mà. Bậy thì bả giỡn chơi cái gì vậy? Để suy nghĩ cách nghiêm túc đặt tên đó. Những gì mà tôi vừa mơ. Ủa, đây là mệnh lệnh. Thế giới phép thuật muốn hai đứa phải sanh một đứa con ngay ở phía dưới loài người, gái hay trai gì cũng được, để gắn chặt tình cảm ở phía dưới loài người với thế giới phép thuật. Nơi thế giới loài người được sống với bao điều lạ, nơi thế giới loài người từng ngày đầy chuyện buồn vui, nơi thế giới loài người nước mắt ra có khi là